Cầu cổng Vĩnh Lợi, qua khỏi cái cổng này là chúng ta đến chợ Tây Lộc. Và hôm nay sẽ là một chuyến thăm chợ Tây Lộc. Chợ Tây Lộc hồi xưa còn có một cái biệt danh nữa, đó là chợ trời đó mọi người. Chợ trời thì không thể thiếu những cái thứ máy móc, mà như hồi xưa là khi Huế nó còn chưa có những cái nền công nghiệp thì những cái dụng cụ máy móc cũng rất là ít. Thì khu vực chợ trời này được bày bán rất là nhiều. Sau chiến tranh thì những cái đồ cũ và những cái gì liên quan đến máy móc thì tại đây người ta bán rất là nhiều, cho nên được gọi là chợ trời, là cái gì cũng có. Rồi đến sau này thì công nghiệp hóa rồi thì giờ cái chợ Tây Lộc thì cũng là bạn không thiếu những cái thứ gì về nền công nghiệp hóa cả. Chứ đúng hồi xưa là còn thô sơ đó mọi người, thì những cái thứ ốc vịt đinh hay là cái gì là đều tập trung ở đây hết đó mọi người, mà gọi là chợ trời. Còn chợ Tây Lộc hồi xưa nữa là gọi là chợ Phú Xuân, thì sau mới là về đổi tên thành là chợ Tây Lộc. Mọi người có thể quan sát hồi xưa và bây giờ thì nó khác nhiều. Cái thời đó thì toàn bán những cái thứ máy móc thô sơ, mà bây giờ thì hiện đại hóa rồi, thì những cái mặt hàng mới cũng đưa vào bán trước và trong chợ. Đi một vòng phía trước sân thì mọi người thấy đây, phía bên này thì bãi giữ xe vào chợ Tây Lộc đây mọi người. Còn phía trước sân thì đâu đâu cũng những cái dù và những cái dàn chuẩn bị lắp lên để bán đồ bành và gọi đồ sida đó mọi người. Nhắc đến chợ Tây Lộc thì rất là nhiều người biết đến là phía trước chợ buổi chiều, chiều về các thương buôn những cái hàng gọi là áo quần sida, mình hay gọi là sida, là đồ bành đồ cũ đó mọi người. Thì lát nữa mình sẽ quay lại sân, bây giờ mình mời mọi người vào tham quan chợ Tây Lộc. Khi bước vào cổng chợ thì hai bên thì mọi người thấy những gì bán hàng rong, những thức ăn bún cháo, cơm hến, bánh lọc, bánh bèo đủ thứ. Rồi vào trong thì cũng áo quần và giày dép, vải vóc là khi bước vào cổng đó mọi người. Và hai bên là những cái gian hàng giày dép, mũ nón, vải vóc rất là nhiều. Chợ Tây Lộc rất là rộng mọi người ạ. Rồi phía sau mọi người thấy một cái mái mái chờ phía sau này là dành cho những cô chú bán thịt, bán thịt, bán cá. Thì bước vào thì cũng ở đâu cũng thể thiếu những cái hàng gành rong, bún cháo để cho các cái thương buôn ở đây người ta có thể ăn buổi trưa buổi sáng. Đây là mình. Rất là nhiều người gian hàng bán thịt, bán cá nè mọi người. Đây có một gian hàng nem chả, nem chả Huế. Lúc này là bữa trưa thì người ta họp chợ cũng ít lại rồi. Mình tranh thủ đi để mình view chợ Tây Lộc cho mọi người xem hồi xưa và bây giờ thì nó khác nhau thế nào. Còn phía hai bên của cái khu đình chợ đó là hàng đồ vật, trái cây, rau củ quả mọi người, và hàng mã được bày bán hai bên. Đi ra lại phía trước cổng thì đây mọi người cũng không thể thiếu những hình ảnh những cô, những chủ gì bán hàng rong, bún trộn, bún mắm nêm đủ thứ, chè, bánh, bắp đủ thứ. Đây là phía trước chợ đó mọi người. Trước chợ thì giờ này lúc này là 2:30 chiều,
thì đây những thương buôn chuẩn bị lên những cái giá, những cái móc để móc đồ áo quần ra bạn. Thì đây là gọi là những cái hàng gian hàng Sida. Hồi xưa đến giờ thì tại chợ Tây Lộc nổi tiếng cái hàng bằng đó mọi người, áo quần cũ để được người ta đưa về đây. Và một buổi chiều như mọi buổi chiều là lập ra một cái chợ, đó là hàng áo quần bằng. Lúc này là người ta đang xoàng chứ lạc chiều, là mọi người biết là nguyên cái khu này là toàn áo quần, người đi sắm đi coi rất là đông mọi người. Ở đây không thể thiếu cái cửa hàng bán bụng, bán bụng bằng chảo hiện đó mọi người. Đây những cái gì, những vị trí này đang xoàn hàng ra đấy. Còn phía sau, phía hai bên của chợ thì những người giữ xe, rồi ra phía sau chợ nữa thì mọi người thấy nguyên một dãy là những cái gì làm thợ máy có thể sửa chữa hàng người ta mua trong chợ ra, và cũng có thể là làm mới. Thì nguyên một dãy hàng này là thợ máy thôi mọi người. Cái đường phía sau chợ thì cũng là những cái gian hàng trái cây, hoa quả. Và đây đường phía sau chợ mọi người, rồi những cái tủ cửa cũ, rồi đồ nhựa, đồ ngũ kim thì cũng được bán xung quanh chợ. Thì hôm nay mời mọi người vào quanh phòng chợ Tây Lộc để biết thêm về Huế nhé. Đây cũng là một clip Huế có những nơi như vậy đó mọi người, thì view để cho mọi người được biết thêm về Huế cũng như chợ Tây Lộc, và có những cái so sánh chợ Tây Lộc hồi xưa và bây giờ có khác nhau như thế nào không. Thì clip đến đây cũng tạm dừng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người xem thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình. Đó là Huế có những nơi như vậy. Xin chào mọi người.